Em thấy cái thùng dã man không? To dã man. Cái một cái thùng xe đạp này nó sẽ to hơn hai cái thùng xe đạp bình thường luôn. Đây, hôm nay sẽ làm clip khui thùng cho anh em bên trong nó là cái gì mà lại to dã man, rất là đẹp luôn. Một cái thùng này tại sao nó đóng to? Bởi vì cái đầu bi đông này là đầu liền. Đấy, chúng ta nó sẽ để nguyên này cho chúng ta đỡ phải lắp đầu, đỡ mất thời gian, chỉ cần quay bi đông ra đằng trước và lắp cái bánh trước là lắp yên là chúng ta chín được luôn. Một cái thùng xe to dã man. Anh em thấy là cối nổ siêu to siêu trớn luôn, rất là đã luôn. Anh em thấy không? Rất là văng luôn nhá. Và đây là em nó sau khi đã lắp lên hoàn thiện thì đằng trước mọi người đây là con Matic Pro S600, mẫu xe đạp đua mà vừa mới ra vừa mới trình làng ở trên thị trường. Con xe đạp đua mẫu này thì nó thay thế cho con Matic Pro Racing R3000 trước, rất là mẫu này nó thay thế cho con xe đạp Matic Pro Racing R3000. Con này về thiết kế cũng như kiểu dáng cũng như đồ đạc thì không có điểm chê. Nói chung là trong cái phân khúc mà cái giá bán nó đang được hãng nó niêm yết là 12.590.000 thì đây cũng là một trong những con road mà đáng gờm trong thị trường, bởi vì thiết kế đồ đạc nói chung là rất là đẹp. Đó thì con này về đóng gói cái thứ nó cũng đắt hơn một chút là do cái chi phí vận chuyển của nó cũng rất là cao. Một cái xe này vận chuyển về Việt Nam nó đắt gấp đôi một cái xe đạp bình thường. Và khi thì con Matic Pro S600 này có điểm mạnh là cái gì mà giá tiền nó bán bao nhiêu, hợp lý hay không hợp lý, anh em sẽ cùng mình chi tiết nhá. Đầu tiên nói về khung sườn thì con Matic Pro S600 này được hãng nó trang bị khung sườn nhôm 7005, dây đi âm sườn hết luôn nhé. Bắt đầu từ tay lắc này, đi xuyên qua ghi đông này, vào trong đây đi âm hết bên trong. Bây giờ là rất là nhiều hãng nó sử dụng là công nghệ giấu dây hết. Thứ nhất là về mỹ quan là đẹp hơn này, anh em nhìn đằng trước không có dây đâu này, không thấy dây đâu luôn, nhìn rất là đẹp. Và phiên bản này là cái mẫu này là tem nó hơi đổi một chút nhá, cải tiến một chút về tem này, Matic Pro tem chữ nó cải tiến một chút. Đó, khung sườn khung nhôm này là đúng theo tiêu chuẩn hàng xuất Nhật nhá. Cái điểm nhấn ở con này thì em muốn nhấn mạnh đến mọi người chính là tay đề lắc của nó, sử dụng tay đề của Shimano nhá. Tay đề là Shimano Canadis R2000. Con này thì Shimano nên anh em khói về lăn tăn về độ bền hay lên đề xuống đề nó có nhẹ không, rất là chuẩn luôn, không có như một số dòng tay đề như Sensat hoặc là một vài như Elchu hoặc cả vài hãng khác thì cho Bách cái đấy nó đều không bằng. Đó, vành bánh bản cao 4 phân, đùm bạc đạn, phanh đĩa. Con này được hãng trang bị đùi đĩa trục rỗng 2 tầng nhá, gạt đĩa Shimano Claris R2000, củ đề sau cũng Shimano Claris R2000 luôn, níp 8 tầng của Elchu và xích 8 tầng của KMC. Con này thì cái vành bánh của nó thì rất là đã luôn anh em ạ. Anh em thấy là cối nổ siêu to siêu trớn luôn, rất là đã luôn, anh em thấy không, rất là văng luôn nhá. Đấy, đấy là điểm mạnh của nó. Và cọc yên của nó cũng sử dụng cọc yên dệt rất là đẹp, và yên phiên bản này là yên phiên bản rỗng giữa, nhìn rất là chất luôn. Bê đan được hãng trang bị bê đan Well Go của Đài Loan. Đó, tầm hơn chục triệu thì đây là một trong những con xe đua đầu liền cá mập rất là đẹp. Anh em đang có nhu cầu mua xe đạp thể thao thì có thể tham khảo mẫu này Matic Pro S600. Cảm ơn mọi người.